Hà Nội vừa trải qua 3 ngày thời tiết xấu, mưa rả rít, xe xe lạnh. Tuy nhiên từ tối ngày 9 tháng 10, mưa đã giảm đến sáng nay 10 tháng 10, trời hửng nắng, tạnh ráo, nền nhiệt tăng lên ấm. Áp. À, theo các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, chiều nay 10 tháng 10 khoảng 13 đến 16 giờ, Hà Nội vẫn còn nhiều mây nhưng không mưa, nhiệt độ khoảng 28-30 độ C. Khoảng chiều tối 16 đến 19 giờ, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ khoảng 27-29 độ buổi tối, từ 19 đến 22 giờ, xác suất đến 90% là trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ giảm xuống mức 26-27 độ C, mát mẻ và dễ chịu. Bắt đầu từ 20 giờ tối nay 10 tháng 10, sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng cờ, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Như vậy, thời tiết thực sự lý tưởng cho trận đấu này. Văn Phúc Les Vlog Ask Oi